nước duyên sức gió khởi thế gian, cung điện núi sông đều thành lập. Phật xưa tu thiện đại quang minh, khéo biết Bồ Tát thọ ký cho, hết thảy trí luân thể đều tịnh, đều hay khai thị các Phật Pháp. Ví như rừng cây nương đất có, đất nương nước nên không bị hoại, nước nương gió, gió nương hư không, mà hư không đó chẳng chỗ nương. Tất cả Phật Pháp nương từ bi, từ bi lại nương phương tiện lập, phương tiện nương trí trí nương huệ huệ thân vô ngại không chỗ nương ví như thế giới mới thành lập tất cả chúng sinh được lợi ích ở nơi đất nước và cung điện hai chân bốn chân đều được lợi pháp vương xuất hiện cũng như vậy tất cả chúng sinh được lợi ích nếu người thấy nghe và gần gũi đều khiến diệt trừ các hoặc não như lai xuất hiện pháp vô biên thế gian mê hoặc không biết được vì muốn khai ngộ các chúng sinh trong không ví dụ nói ví dụ